như vậy của mình á. Xong đi ra cho người ta một số tổng 15.000 đừng lấy phí ở chỗ.
Giàu. Chứ bạn nó giàu đâu có đứa con bên đó đâu. Con mới pha à.
con tắt cho nó được chơi không? Tối nay có mệt nhiều không? Không, dần gần xong rồi. Kìa. Hả? Thì tao không chi ngủ. Bình thường em cho ngủ mà. Mẹ đi với thằng mập tí. À, em chơi. Đưa nó tới con ốc. Ngon biết con ốc. Hôm nay cái chiều ghé mua ổ cắm điện mà cứ hết giờ là chạy về nhà. Trong lần này hay quên lắm rồi. Hai trước quên sau, nó sau không cứ thôi.
quen rồi, làm xong rồi chạy về nhà. Chỉ đâu khoe là mình không có tập nha, tập gái uống gì. Khoe vậy thì thật.
cái gì vậy? Đừng có vào đây nha, bố em cho máy bay phải tự đi ra đi nha, đứng xa xa ra. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Máy bay chuẩn trả bay à? Máy bay sắp bay đấy. Nguy hiểm lắm. Thôi để đó đi, bố cho nó chạy. Như đừng có lại gần nhé, lại gần nguy hiểm lắm. Thôi nguy hiểm lắm. À đi ra nè, để bố xem trong ngoài này. Ôi,